Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh NTC Channel. Em là Tín, một trong ba thành viên của nhóm NTC. Thì như mọi người đã biết, phanh tay điện tử nó là không có lạ, nó khá là quen thuộc đối với những dòng xe hiện đại hiện nay như là CRV hay là Accord hay là HRV, Civic. Thì những cái dòng xe đó nó đều được trang bị phanh tay điện tử. Và hơn nữa, trên những dòng, đặc biệt là trên những dòng Honda, thì chế độ phanh tay điện tử kết hợp với chế độ brake hold thì sẽ giúp cho hỗ trợ cho các anh chị trên cái đoạn đường chúng ta đi được thoải mái hơn, an toàn hơn. Thì ngoài cái chế độ mà thông thường của cái chế độ phanh tay điện tử là khi chúng ta tác động cái tay vô để mình cài phanh tay điện tử hoặc là mình xả phanh tay điện tử, thì trên dòng CRV đặc biệt là nó còn có thể là setup tự động cài đặt chế độ này sau khi chúng ta tắt máy động cơ. Thì ở clip này em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà setup để phòng những khi nào mà chúng ta đi vào nhà xe hay là mình dừng đỗ mà mình quên kéo phanh tay á, thì cái chức năng này nó sẽ kích hoạt và nó sẽ phanh tay cho chúng ta. Mọi người theo em nha. Rồi bây giờ thì em đã vào trong nội thất của xe rồi. Thì cái việc mà đầu tiên cài đặt thì trước tiên chúng ta phải kiểm tra, bởi vì cái xe này là xe lái thử của công ty á, nên đôi khi là cái chế độ này đã được cài sẵn rồi, thì em sẽ kiểm tra lại xem mà đã được cài chưa, thì em sẽ xóa đi và em setup lại cho các anh chị coi ha. Rồi em mở lên em kiểm tra coi. Xe này cài rồi. Bây giờ đó, cài rồi thì cái chế độ phanh tay nè, lúc nào nó cũng hiện đây này. Giờ em xả phanh tay. Rồi bây giờ em đề máy ha. Giờ muốn biết là cái chế độ này nó đã được cài chưa thì em cứ phải nổ máy động cơ lên rồi em tắt đi. Để em tắt đi rồi mọi người cùng coi với em ha. Nếu mà ở đây nó không có hiện lên cái đèn đỏ thì chắc chắn là cái xe này chưa được cài, nó đang ở chế độ mặc định. Còn nếu mà thấy cái đèn đỏ mà nó hiện lên á thì chắc chắn là cài rồi, thì em phải set up lại cho mọi người coi. Thì đây, anh cameraman có thể lia cái máy lại gần đây. Bây giờ em tắt động cơ ha. Thường thì những cái xe mà đã được cài rồi á, đã được cài cái chế độ mà tự động phanh tay sau khi tắt động cơ, nó sẽ hiện lên cái hình chấm than luôn. Bây giờ em tắt động cơ đi nè. Rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy. Rồi ok, xe này chưa có được cài. Rồi bây giờ em bắt đầu em setup lại ngay từ ban đầu cho nó này, nó hơi tối để em mở cửa ra cho nó có ánh sáng ha. Rồi, trước tiên là em sẽ đề nổ động cơ trước. Rồi. Xe này chưa có cài phanh tay thì bây giờ bước tiếp theo là em sẽ cài phanh tay theo cái cách thông thường mà các anh chị hay sử dụng á. Đạp phanh, kéo, nhả phanh, phanh tay đã được hiện lên. Đó, bước đầu tiên của mình setup. Đó, ngay chỗ này nè. Đó. Rồi, bước thứ hai. Cũng ngay cái chỗ phanh tay này, chỗ công tắc này. Ở đây thì nó có hai nấc. Thì các anh chị kéo bỏ nấc 1 đi, kéo lên nấc 2 luôn, lần 1 nè. Nghe tiếng tít 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 rồi mình buông ra nè. Rồi, thêm một lần nữa, thao tác thêm một lần nữa. Đó, cái lần thứ hai này thì cái tiếng beat á, nó sẽ kéo dài hơn một xíu. Tức là nó báo hiệu là chế độ tự động cài phanh tay điện tử là nó đã được kích hoạt. Thì bây giờ em sẽ tắt động cơ đi. Em tắt động cơ này đi để xem coi chế độ này đã được kích hoạt hay chưa ha. Đây là để em thử một số thao tác. Rồi thì nãy là em đã hướng dẫn chúng ta set up cái chế độ mà tự động cài phanh tay sau khi tắt động cơ. Thì bây giờ em thử tắt đi ra. Hồi nãy là em hướng dẫn cài rồi, bây giờ em thử em tắt động cơ đi ha. Xem coi cái chế độ này nó đã được kích hoạt chưa. Bây giờ em tắt đi nè. À chết rồi, quên. À xin lỗi mọi người, nãy em quên xả thắng tay. Cái này phải xả thắng tay thì mới kiểm tra được là cái chế độ này đã được kích hoạt hay chưa. Bây giờ để em nổ máy lên để em thử lại cho mọi người.
xin lỗi mọi người, tai nạn rồi chút xíu. Rồi bây giờ giả sử như chúng ta đang đi ở đường đi, vô số các kiểu ha, mình đi tới đi lui, rồi số D hay là số R gì đó. Rồi khi mình vô nhà rồi thì mình coi như là mình bận quá, mình quên mất mình không có cài phanh tay các thứ đi ha, xem chế độ này nó đã được kích hoạt hay chưa, thì anh cameraman có thể chiếu vô sát màn hình để cho các anh chị coi nè. Rồi đây, mọi người chú ý cái góc ở trên đây ha. Giờ em tắt động cơ đi nè. Đó, nó tự động kích hoạt à. Tự động kích hoạt là cái đèn báo phanh tay tự động nó sáng lên. Đó, khá là dễ dàng. Thì bây giờ em sẽ thao tác lại thêm một lần nữa để cho các anh chị nào mà mình cái lần đầu mình chưa có nắm kịp á, thì bây giờ em làm lại ha. Trước khi mà làm lại thì để em xóa cái chế độ đi, để em setup lại cho mọi người. Rồi, chế độ này đã được xóa. Chế độ này đã được xóa rồi. Rồi, bây giờ cái xe này đã trở về cái trạng thái mặc định từ ban đầu là chưa có cài đặt chế độ tự động phanh tay sau khi tắt động cơ. Thì bây giờ bước đầu tiên là chúng ta cũng phải kích hoạt cái chế độ này, kích hoạt phanh tay điện tử này. Như cách thông thường mà chúng ta thường sử dụng đó là đạp phanh. Kéo công tắc. Rồi, phanh tay đã được sáng lên cái đèn báo nè, đèn báo đã được sáng lên ở trên đây. Rồi, bước thứ hai thì ở cái công tắc này nó có hai nấc, thì chúng ta bỏ cái nấc 1 đi, chúng ta kéo sang nấc thứ hai luôn, và hai lần làm liên tiếp như vậy. Chúng ta đừng có ngắt quãng quá lâu thì nó sẽ không có thành công. Đây, lần 1. Đó, tiếng tít tít. Chúng ta thả ra và liên tục lần 2. Lần này thì tiếng tít tít nó sẽ dài hơn một xíu. Thì đó thì nó báo hiệu là chế độ cài phanh tay điện tử tự động sau khi tắt động cơ nó đã được kích hoạt. Thì bây giờ em thử cho mọi người thêm một lần nữa là xem ơi, nó đã kích hoạt hay chưa. Đây, bây giờ em xả phanh tay. Rồi, bây giờ tắt động cơ ha, tắt máy ha. Rồi à, bây giờ không có cái phanh nào hết, không có cái đèn phanh báo nào hết. Tắt máy. Rồi đó, nó tự động kích hoạt và nó tự sáng đèn lên cho mọi người. Rồi. Thì cái chế độ này nó rất là tiện cho các anh chị mà đôi khi trong cuộc sống mình có quá nhiều thứ để mình lo, đôi khi mình cũng quên mất là mình kéo phanh tay khi mà mình đi vô bãi hay là mình đậu xe ở trong nhà mình, thì nó giúp ích cho chúng ta là nó sẽ kéo phanh tay điện tử lên cho mình, kéo phanh tay cho mình tự động. Rồi. Trong với lại chế độ này thì không hẳn là đại đa số các anh chị đều muốn sử dụng đâu. Và nếu chúng ta muốn xóa nó đi vì một lý do gì đó, ví dụ như mình sợ xe mà mình đậu ngập nước, sợ kẹt thắng hay này kia, thì mình xóa đi, mình sử dụng theo cái cách thông thường á, thì bây giờ xóa thì cũng như vậy, rất là dễ. Để em nổ động cơ lên cái. Rồi. Rồi, thì phanh tay này đã được kéo ha. Mọi người để ý nhớ nha, phải kéo phanh tay trước thì mình mới setup được, hoặc là mình xóa đi cái chế độ này được. Thì cũng vẫn là những thao tác cũ, đó là lần 1 kéo nè, kéo lần 1, hai nấc thứ hai nè, nghe tít tít thì buông ra nè, buông ra, làm thêm lần nữa. Lần này thì cái tiếng tít nó không ngắt quãng nữa và nó sẽ kiểu nó tít dài ra, tít, thì có nghĩa là chúng ta đã xóa cái chế độ tự động phanh tay sau khi tắt động cơ. Đó, thì bây giờ em thử lại nè, xả phanh nè, rồi bây giờ em tắt máy đi nè, em tắt máy đi thì bây giờ nó sẽ không có hiện lên một cái đèn nào hết. Rồi, tắt máy đi. Rồi, mọi người thấy không, cái xe nó đã trở về cái setup mặc định từ ban đầu, tức là không có cài đặt chế độ tự động phanh tay điện tử sau khi mà tắt động cơ. Thì trong quá trình sử dụng xe,
không hẳn là chỉ một dòng CRV hay là bất cứ dòng nào bên Honda, ví dụ như Civic hay là Brio hay là Accord hay là HRV các thứ á, thì nếu mà các anh chị có những cái câu hỏi nào khúc mắc trong quá trình sử dụng xe, ví dụ như các chức năng là phanh tay này, rồi brake horn sử dụng sao này, hay là cài đặt những cái chức năng trên màn hình á, thì các anh chị cứ việc comment phía bên dưới hoặc là gọi điện thẳng trực tiếp về số hotline 0933 50 9191, thì chúng em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho chúng ta cái cách sử dụng xe để mình tối ưu hết được các chức năng của xe, để mình sử dụng xe nó được tốt hơn, ok hơn. Thì nếu hiện tại thì bên xe Honda, cái dòng City đang rất là hot, bởi vì do chính sách giảm thuế 50% của nhà nước. Thì em có thông tin là trong cái tháng này thì chắc chắn là cái thuế trước bạ sẽ được giảm 50%. Cho nên các anh chị nào mà mình đang theo dõi video này mà đang có sự quan tâm lớn đến dòng City thì cứ hãy liên hệ vô số hotline cho chúng em, thì chúng em sẽ hỗ trợ chúng ta ở cái mức ưu đãi tốt nhất có thể, để khi mà vừa ưu đãi tốt và vừa được giảm thuế trước bạ nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ mua cái xe với được một cái giá nó rất là đẹp và rất là ok. Thì cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để coi video này mà chúng em đã thực hiện. Trong quá trình thực hiện thì có những cái sai sót khó tránh khỏi, thì các anh chị cứ hãy góp ý phía dưới bằng cách mình comment á, hoặc là thấy hay thì hãy nhấn nút like hoặc subscribe để chúng em có được cái nguồn động lực để làm những cái video hướng dẫn sử dụng hay là báo giá ngày một tốt hơn, để hỗ trợ cho các anh chị trong quá trình mình tham khảo xe, mua xe và sử dụng xe. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ nhấn cái chuông để nhận được thông tin sớm nhất từ nhóm NTC chúng em nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người gặp trong những video sau.